À, từ đầu chương trình đến giờ thì tất cả chúng ta đều mang rất là nhiều cảm xúc, nhiều cung bậc khác nhau, trải qua rất là nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Vĩnh Lộc. Và chắc chắn đến thời điểm này thì sẽ có một người rất muốn nói nhiều điều với khán giả. Quý vị có đồng ý với ý kiến của anh Chi không ạ? Chắc chắn là như vậy. Bởi vì chúng ta những người lắng nghe còn mang nhiều cảm xúc như thế thì chắc chắn là chủ nhân của đêm nhạc này không thể không chất chứa nhiều tâm sự được. Thế thì bây giờ anh Chi xin mời anh cùng lên sân khấu để chia sẻ những nỗi niềm tâm tư của anh trong chương trình tối nay cùng với quý vị khán giả. Quý vị chúng ta có đồng ý không ạ? Dạ, trân trọng kính mời nhạc sĩ Vĩnh Lộc. Thưa quý vị, kính thưa quý khán giả, kính thưa các anh chị em và những người thân thiết của Vĩnh Lộc. Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất của tôi đến quý vị, quý khán giả, quý anh em, bạn bè và người thân của tôi. Và tôi xin chúc, tôi mong rằng các anh cũng chúc với chúng tôi là đêm nhạc hôm nay thành công tốt đẹp. Sau đây cho tôi xin vài lời bày tỏ cùng quý vị, quý khán giả và các anh chị em. Thứ nhất, hôm nay thì tôi rất vui và hạnh phúc vì được tổ chức cái đêm nhạc của chính mình. Thứ hai là việc tôi tổ chức đêm nhạc này, đó là một sự ngẫu nhiên và là một cái duyên đến với tôi bằng sự giúp đỡ của nhiều người, nhiều anh em, bạn bè, người thân trong gia đình. Tôi mới làm được đêm nay, còn không, một mình tôi không thể làm được cái đêm nhạc này. Thứ ba là tôi viết nhạc bằng sự đam mê, bằng khát vọng, bằng tình yêu của con tim, bằng suy nghĩ của lý trí. Tôi viết về gia đình, về quê hương, về xã hội và về tổ quốc, đất nước của chúng ta. Với niềm đam mê đó, tôi viết gần như không ngơi nghỉ. Có thể nói rằng rảnh lúc nào là tôi viết lúc đó, nghĩa là tranh thủ để viết. Thứ tư, tôi mong rằng sự đam mê của tôi đó sẽ truyền đến quý vị, quý thính giả, quý anh em, bạn bè, người thân thiết trong gia đình của tôi, để từ đó những nốt nhạc của mình vang lên trong cuộc sống, vang lên trong sinh hoạt, nói lên lời yêu thương quê hương, đất nước và con người của chúng tôi. Và vì vậy cho nên nhiều anh em đã động viên nói thôi, cố gắng làm một đêm nhạc của mình. Chỉ có thể mình làm đêm nhạc của mình rồi bằng qua cái phương tiện thông tin đại chúng thì mới phát huy được cái nhạc của mình lên để cho người ta biết đến. Và tôi mong rằng tất cả quý vị có mặt ở đây và thông qua gia đình của quý vị tiếp nhận những tác phẩm của tôi giống như là một sự yêu thương dành cho Vĩnh Lộc, để động viên tinh thần và tạo điều kiện để cho tôi vững bước trong vấn đề sáng tác âm nhạc phục vụ cho con người và phục vụ cho quê hương. Bằng tấm lòng này, tôi hy vọng rằng đêm ca nhạc của mình sẽ làm một phần nào đó hài lòng tất cả quý vị có mặt hôm nay. Tất nhiên là trong quá trình biểu diễn, trong quá trình chuẩn bị cái đêm nhạc, không làm sao tránh khỏi những cái sai sót, mong rằng quý vị chúng ta hết sức thông cảm bỏ qua. Và tôi cũng muốn nói thêm một điều nữa là trong cuộc đời tôi, trong những ngày tháng mà tôi viết nhạc thì rất có nhiều bạn bè,
những nhà thơ, nhà văn, những người bạn viết những cái lời ca cho tôi viết nhạc. Nhưng mà trong đêm nay, những bài ca đó tôi không thể hiện được lên được. Tôi thành thật xin lỗi các anh. Mà cụ thể ở đây là có anh Nguyễn Phi Long, nguyên là giám đốc khu Tà Tú, Tá Treo của tỉnh Bình Thuận. Có anh Trần Văn Đắc, Trần Văn Đức, Nguyễn Văn Đức, xin lỗi, Nguyễn Văn Đức là nhà thơ, đê ca Duyên Khánh ở Khánh Hòa. Và một số các bạn bè khác. Tôi thành thật xin lỗi vì không thể đưa hết những cái bài hát của các anh chị em mình lên được. Và tôi cũng xin lỗi những người bạn, những người thân tôi tổ chức đêm nay mà cũng không mời tới hết đây được, vì có những cái giới hạn khách quan và chủ quan của nó. Xin hết sức thông cảm cho tôi. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, quý thính giả đã có mặt trong đêm nhạc hôm nay. Đặc biệt, tôi xin gửi lời chào, cảm ơn sâu sắc đến em Trần Hữu Hiếu, giám đốc công ty cổ phần truyền thông và sự kiện IQ. Em Lê Minh Tú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế in ấn và quảng cáo Trí Việt. Cảm ơn ban nhạc em Huỳnh Khắc Nhẫn, nhạc sĩ, tay trống Thịnh Mono, guitar tài thần. Cảm ơn các ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là ca sĩ Huỳnh Lợi, người con của Phan Thiết, đã đi vào thành phố Hồ Chí Minh và hát nhạc của Vĩnh Lộc rất nhiều. Hôm nay có lời mời của Vĩnh Lộc, em bằng với tấm lòng của mình đã ra đây về hát cho chúng ta nghe. Và bên cạnh đó là hai nhạc sĩ, hai ca sĩ quốc tỉnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Quốc Anh cũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn các ca sĩ, các anh em của tỉnh Bình Thuận mình. Cảm ơn ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú, phó giám đốc nhà hát Biển Xanh Ngọc Tuyển. Cảm ơn ca sĩ Hải Đăng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thủy. Cảm ơn ca sĩ Thanh Sang. Cảm ơn ca sĩ Hoàng Lộc. Cảm ơn ca sĩ Thúy Trang. Cảm ơn ca sĩ Quốc Phú. Cảm ơn ca sĩ Trí Khải. Cảm ơn anh chị em đã yêu thích nhạc của Vĩnh Lộc. Mong được đem tới tiếng hát, lời ca của mình góp cùng cái đêm nhạc hôm nay. Đó là anh Lê Thịnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, anh Vương Nhất Sơn và chị Minh Thu ở tỉnh Bình Thuận mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các anh em trong Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận. Cảm ơn các nhạc sĩ của tỉnh Bình Thuận. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các nhạc sĩ Nguyễn Xuân Mai, Lê Trần Nguyễn, Lại Hồng Xứng và Mai Thu Sơn đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đến với một cái tâm thần, một cái tinh thần hết sức là nồng nhiệt đối với đêm của nhạc sĩ Bình Đọc. Xin cảm ơn. Và điều đặc biệt nhất là tôi muốn nói đây, xin cảm ơn bà xã và những đứa con yêu đã tạo điều kiện, tạo những cái cảm xúc cho tôi viết nhạc và ủng hộ về mặt tài chính, về mặt tinh thần để tôi tổ chức được cái đêm nhạc hôm nay. Xin cảm ơn và xin tất cả mọi người một lần nữa. Sau lời phát biểu vừa rồi thì chúng ta thấy là cảm xúc của anh Lộc đang rất là, nếu mà mình gọi như giống như trong phim mình gọi là rất là cao trào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng đến với những cái cảm xúc còn lại qua phần phỏng vấn anh. Xin mời anh qua phía bên kia ạ. Những món hoa tươi thắm của quý vị đã dành cho nhạc sĩ Vĩnh Lộc, giống như là tình cảm của quý vị.